Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Các bạn thân mến, bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lịch sử lớp 11 nhé. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu những kế hoạch 5 năm đầu tiên ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất diễn ra năm 1928 đến năm 1932, và kế hoạch 5 năm lần thứ hai diễn ra vào năm 1933 đến năm 1937 đều được hoàn thành trước thời hạn. Đây chính là bảng thống kê sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của Liên Xô năm 1929-1938. Năm 1929, than là 40,1 triệu tấn. Năm 1938 đạt 132,9 triệu tấn. Với gang, năm 1929 là 8 triệu tấn, năm 1938 là 26,3 triệu tấn. Với thép, năm 1929 là 4,9, 1938 là 18 triệu tấn. Trong nông nghiệp, 93% số nông hộ với trên 90% diện tích canh tác được đưa vào nền nông nghiệp tập thể hóa, có quy mô sản xuất lớn và cơ sở vật chất kỹ thuật được cơ giới hóa. Về văn hóa, giáo dục, Liên Xô cũng đã nhanh thanh toán nạn bù chữ, xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố. Cùng với những chuyển biến về kinh tế, cơ cấu giai cấp trong xã hội cũng thay đổi, các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân và nông dân tập thể cùng với tầng lớp trí thức của xã hội chủ nghĩa. Từ năm 1937, nhân dân Liên Xô cũng đã tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 3, nhưng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và tạm thời bị gián đoạn bởi cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức. Tuy có một số sai lầm ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước, không thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện trong tập thể hóa nông nghiệp, chưa chú trọng đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong những năm 1925 đến năm 1941 vẫn đạt được những thành tựu to lớn, tạo nên những biến đổi về nhiều mặt có lợi cho nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang hùng mạnh để bảo vệ Tổ quốc. Bài học ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ dừng lại ở đây nhé. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ở phía dưới để theo dõi bài học tiếp theo của mình nha. Bye bye.